Thời gian vừa qua, kênh VTC14 đã nhận được phản ánh của người dân tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tình trạng một số các doanh nghiệp khai thác đất nghi trái phép trên địa bàn, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc. Nhóm phóng viên VTC14 đã có mặt tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để ghi nhận. Những triền đồi bị khai thác nham nhở tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi thấy sự xuất hiện của nhóm phóng viên kênh VTC14, việc khai thác tự động dừng. Nhiều phương tiện vận chuyển nhanh chóng tháo chạy. Con máy múc cũng ngay lập tức nằm im bất động. Đấy chắc là đang ở san rồi họ trồng cây trồng cối đấy thôi. Thế à? Vừa mới thấy sự xuất hiện của chúng em, tất cả các máy là xe cũng chạy đằng xe mà máy cũng chạy đằng máy này. Em cũng không hiểu lý do tại sao thế anh. Di chuyển sâu vào phía bên trong, nhóm phóng viên lại tiếp tục ghi nhận những triền đồi đã và đang bị khai thác nham nhở. Và cùng một kịch bản, khi thấy sự xuất hiện của nhóm phóng viên, việc khai thác lại ngay lập tức dừng. Thậm chí có phương tiện còn đi lùi để né ống kính máy quay. Thật khó để xác định những khu vực trên có được chính quyền địa phương cấp phép khai thác cho đơn vị nào hay không. Bởi khi làm việc với chính quyền phường Bắc Sơn, thứ mà nhóm phóng viên kênh VTC14 nhận được không phải là thông tin về việc chính quyền sở tại đang quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác như thế nào, mà lại là mong tìm được tiếng nói hài hòa. Chị có giới thiệu thế này thì rất mong làm sao để có cái tiếng nói hài hòa, vì nói thực tế là để mà trả lời phỏng vấn cho các chị về thông tin nội dung thì hiện nay là về phía quy định chúng em chưa bao giờ là chỉ trả lời thông tin bình thường chứ còn nên là quay hình ảnh nhau không đủ. Chị làm để lấy tư liệu để link hình ảnh nội dung này. Chúng em không làm lấy tư liệu mà chúng em làm để lấy chương trình phát sóng. Lấy chương trình phát sóng đấy. Theo luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì trách nhiệm quản lý của từng chủ thể trong hoạt động quản lý khoáng sản khá rõ ràng, đặc biệt là chính quyền các cấp. Quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác thì cái này là thuộc trách nhiệm của các cấp chính quyền. Tức là trong địa bàn xã thì anh xã phải có trách nhiệm, trên địa bàn huyện thì anh huyện phải có trách nhiệm và trên địa bàn tỉnh thì anh tỉnh phải có trách nhiệm. Thì cái này nó đã quy định ở trong luật rồi. Tức là tỉnh đã ban hành một cái quy định quy chế phối hợp giữa các ngành và địa phương liên quan. Trong đấy quy định cụ thể cho trách nhiệm người đứng đầu. Vai trò của chính quyền địa phương cấp xã phường, quận huyện, thị xã, tỉnh, thành phố trong công tác quản lý các điểm mỏ đã được cấp phép và cả ở những vị trí khoáng sản chưa khai thác đã được quy định rất rõ trong luật. Thế nhưng tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thay vì phối hợp với cơ quan báo chí để kiểm tra thực tế dấu hiệu nghi là vi phạm trong việc khai thác khoáng sản trên địa bàn, thì chính quyền địa phương này lại vòng vo, thiếu sự hợp tác với báo chí.